Đi sang gặp view đất chơi luôn đúng vậy. Ngồi không chịu được. Hello các bác. Đâu qua rồi, chắc cũng khoảng 2 tháng rồi không trực tiếp. Hôm nay quay lại trực tiếp, nhưng mà thực tế là không có trực tiếp trên Facebook cá nhân mà trực tiếp trên cái trang tự doanh chứng khoán đó, các bác các anh chị. Thì hôm nay thì đóng vai trò là quản trị viên của trang tự doanh chứng khoán, đồng thời là lái tàu của cái đoàn tàu tự doanh chứng khoán mà ngày lâu nay là có chia sẻ với các anh chị và các bác. Thì hôm nay em xuất hiện ở đây thì thực ra là thấy là thiên hạ đang đánh nhau nên nhảy vô can thôi, nhưng mà khả năng là can không được đâu, nhưng nó vẫn đang rất là máu. Nhưng mà em vẫn cảnh báo với các bác các anh chị trước một chút về cái vấn đề, tức là cái đoàn tàu của chúng ta là sau rất là nhiều khó khăn để vượt qua được cầu gành do bị trục trặc trong cái đoạn trước, thì đã vượt qua được các tỉnh gồm có Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận, và chúng ta đã bắt đầu, đoàn tàu đang bắt đầu hướng về một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng, đó là Nha Trang. Và theo một cái dự báo mang tính chất khá là cá nhân của trưởng tàu cũng như là của trang tự doanh chứng khoán, thì khả năng cao là thị trường sẽ có một cái giai đoạn bởi vì là cái đoàn tàu của chúng ta đi với tốc độ khá là cao, và cũng do một cái thời điểm là vì trục trặc ở chỗ cầu gành nhé, nên là dẫn đến là chúng ta rất là khó khăn trong cái câu chuyện là đúng cái lịch trình. Vì vậy đoàn tàu đã đổi thành một cái tàu cao tốc hơn và có tốc độ chạy xa nhanh hơn. Thì đúng như dự báo kế hoạch trước ban đầu thì rõ ràng là tốc độ chạy của tàu khá là nhanh, nhưng mà vì là cái đoàn tàu của chúng ta là đoàn tàu mới và cái công nghệ điều khiển đoàn tàu này còn đang khá là thô sơ, vì vậy nên lái tàu tuyên bố rằng là tàu có vấn đề và sẽ trục trặc, khả năng cao sẽ dừng lại ở cảng Cam Ranh hoặc là ở Nha Trang để bảo dưỡng duy tu. Thì anh chị em và các anh chị trong tháng 7, cuối tháng 6 đến tháng 7 thì anh chị có thể là tự tin để xuống Nha Trang nghỉ ngơi tắm biển và chuẩn bị sức khỏe cho một cái chặng đường dài hơn hướng về 850 hoặc 900 trong năm 2017 theo đúng kế hoạch. Tuy vậy, trong cái đoàn tàu của chúng ta vận hành thì vẫn có một số món hàng khá là đặc biệt cần phải được ra tới Hà Nội sớm hơn và đúng kế hoạch. Vì vậy chúng tôi sẽ gửi cái một số cổ phiếu, một số món hàng ra Hà Nội trước theo đường máy bay. Thì thực tế là ý muốn nói với các anh các chị rằng là thị trường dù có dịch chuyển như thế nào thì trong một cái khuôn khổ nào đó thì nó vẫn có những cổ phiếu sẽ vẫn là dịch chuyển theo hướng đi lên phi thị trường để tiếp tục tiến trước cái hành trình. Tuy vậy thì phần đa các cổ phiếu khi mà hành trình có thể cần phải có một cái thời đoạn nghỉ ngơi và dừng lại thì có thể sẽ là tích lũy đi ngang, hoặc có thể là sẽ có một cái dịch chuyển khá là tiêu cực. Tuy vậy thì trong cái lúc mà thị trường đang khá là sung như thế này thì cái câu chuyện cảnh báo trước là điều cần thiết, bởi vì có thể là trong vòng từ 3 tới 5 phiên sắp tới thị trường vẫn tiếp tục dịch chuyển từ cảng Cam Ranh và ra tới Nha Trang một cách khá là an toàn, hướng tới cái vùng mục tiêu là 760-765. Để phân tích chi tiết hơn cái vấn đề này thì thưa các bác các anh chị là nó là như thế này. Quý 2 năm 2017 là một quý khá là đặc biệt. Nó đặc biệt không phải là cái câu chuyện gì nó khá mới, bởi vì có 3 việc mà tôi muốn nói đến câu chuyện của quý 2017 là đặc biệt. Chuyện thứ nhất, trong tất cả lịch sử các kỳ quốc hội, đại hội của quốc hội thì đều có cái chuyện là thị trường suy yếu, nhưng duy có năm nay thì trong kỳ quốc hội đang họp thì thị trường khá là tích cực. Lý do chính của câu chuyện này đó là năm nay là năm mà đưa ra rất nhiều các cái đề án, các chiến lược, các cái phê duyệt tại quốc hội tích cực cho thị trường, cả về vấn đề xử lý nợ xấu, cả về vấn đề xử lý các vấn đề khúc mắc của kinh tế, của xã hội. Vì vậy nên nó là cái thời đoạn mà khác hẳn so với các năm khác, hỗ trợ thị trường dẫn đến cái thị trường của chúng ta đã dịch chuyển theo một cái hướng tích cực trong khoảng thời gian vừa qua. Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nói tới đó là thời điểm quý 2 và đóng mốc là ngày 24 tháng 6 năm 2017 là thời điểm kỷ niệm một năm ngày thị trường rớt 33 điểm
vào đúng thời điểm 24 tháng 6 năm 2016, đó chính là thời điểm diễn ra cái việc mà thoát khỏi Liên minh châu Âu của Anh, nó gọi là Brexit, ngày 24 tháng 6 năm 2016. Ngày hôm đó thì nếu anh chị nào có tham gia vào năm ngoái thì đúng là ngày hôm đó tôi nói với các anh chị, chứ dù có gọi là tự tin đi mấy thì mặt nó cũng phải xanh mét luôn. Bởi vì là rất là lâu để có một cái để được chứng kiến một cái cảnh mà thị trường giảm 33 điểm gần như là trắng bên mua, chỉ có bên bán. Thì ngày sắp tới đây là có một cái điểm là lịch sử thường hay lặp lại, tức là ngày 24 tháng 6 năm 2016 khả năng cao nó sẽ có một cái chút gọi là hơi lặp lại một chút xíu ở ngày đó, cộng trừ 3 ngày. Thì theo lịch dương lịch thì tôi biết được rằng ngày 24 tháng 6 năm nay sẽ nằm vào ngày thứ bảy, vì vậy nó sẽ nằm ở khoảng cuối tuần sau. Vấn đề thứ ba mà tự doanh chứng khoán muốn chia sẻ thêm với các anh chị nữa, đó là cái vấn đề của tái cấu trúc của cái danh mục của ETF. Đầu tiên tôi muốn nói tới đó là cái vấn đề ETF. ETF thì mấy năm gần đây không còn quá lớn và quá là một vấn đề quá lo ngại đối với mọi người nữa. Trong một số bài viết gần đây của tờ Doanh Chứng Khoán thì cũng có nói mang tính chất hàm ý một chút, nhưng mà cũng đã giải thích khá rõ về vấn đề này. Hiện tại cả hai quỹ đó là FTSE và VanEck thì tổng số giá trị của hai quỹ này nó nằm đâu đó khoảng tầm 4 tới 500 triệu đô. Thực tế thì có thể còn ít hơn nữa, bởi vì gần đây thì tôi chưa có thống kê chi tiết số liệu, nhưng mà các hai cái phần quỹ này bị rút ròng khá là nhiều. Trong khi đó thì quý 1 và quý 2 năm 2017 có một cái điều khá là bất thường, đó là kết thúc năm 2016 ETF có phần bực tức với thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi lẽ họ mô phỏng không được thị trường chứng khoán do một cái key rất là lớn, đó là cổ phiếu Faros. Faros lên sàn, nhưng trong khi đó trong hai quỹ ETF cả VNM và tức là VanEck và FTSE đều không có Faros, dẫn đến câu chuyện cuối năm 2016 chốt nắp của quỹ ETF thì dẫn đến cái biểu đồ gọi là mô phỏng chỉ số không được hoàn hảo như họ mong muốn và họ cảm thấy không được hài lòng. Sang năm 2017 họ thay đổi chiến lược, họ đưa ra những chiến lược khá là đặc biệt. Chiến lược đầu tiên là việc FTSE quý 1 năm 2017 FTSE thêm Faros vào danh mục, nhưng mà VanEck quyết định không thêm Faros, phá luôn cả cái quy chuẩn của quỹ về việc là cổ phiếu chưa đủ thời gian niêm yết thêm Novaland vào danh mục và quyết liệt không thêm Faros. Nhưng điều đó đã không cản trở câu chuyện của Faros vẫn tiếp tục với câu chuyện bằng mọi cách và vào ETF. Và quý 2 năm 2017 câu chuyện đó đã đánh dấu ETF thêm vào gần 10 triệu cổ phiếu Faros với giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Quý 2 năm 2017 thì VanEck cũng thêm vào Novaland và thêm Faros, 4 triệu 6 cổ phiếu Faros. Thưa với các bác anh chị rằng là bởi vì quỹ này là một cái quỹ mà dòng tiền của họ, tức là portfolio của họ là khá là cân bằng. Ở chỗ là như này, giải thích với các anh chị như này. Họ muốn mua Faros thì họ phải bán một số cổ phiếu. Thì trong cái danh mục cơ cấu thì ngày hôm qua tôi có đăng trên Tự Doanh Chứng Khoán một cái danh mục cơ cấu thì họ bán khá là nhiều. Đây thưa các bác anh chị, trong đợt cơ cấu lần này thì họ sẽ mua vào 13.976.000 cổ phiếu Sacombank, mua vào 8.353.672 cổ phiếu Novaland và mua vào 4.670.000 cổ phiếu Faros. Mua vào thêm 1,6 triệu cổ phiếu Vincom và bán ra rất quyết liệt ở Vinamilk, VCG, SPT, Đạm Phú Mỹ, Kindo, Hoa Sen, Vietcombank, C2 và rất nhiều các cổ phiếu khác. Cổ phiếu bị bán mạnh nhất đó là Hoàng Anh Gia Lai bán 10 triệu cổ phiếu, PVS 5 triệu, Hòa Phát 5 triệu, PVD 4 triệu, Masan 3 triệu. Nhưng mà câu chuyện này thì nó hàm chứa một cái câu chuyện, tức là sau cái kỳ review này thì gần như là giá trị của quỹ ETF đóng tỷ lệ rất là lớn, đứng vị trí thứ 3 đó là Faros trong quỹ ETF. Đây cũng chính là lý do mà tại sao giai đoạn này thì các cổ phiếu mà bị ETF bán ra nhiều thì lại tăng. Tới với các anh chị phải hiểu thêm một chút xíu thôi, ở góc độ tức là cái thứ mà họ muốn bán ra được một cái được giá thì thưa với các anh chị, cái cổ phiếu đó phải có chuyển biến theo hướng tích cực thì họ mới bán ra được một cái giá tốt.
tại sao mọi người không đặt câu hỏi là tại sao mà hiện tại, ngay tại thời điểm đang giao dịch hiện tại, Novaland và Pharos được thêm vào ETF mà lại đỏ, trong khi đó những cổ phiếu như SSI và Vietcombank, Bảo Việt lại tăng? Đó là câu chuyện của một cái kỳ review đặc biệt nhất trong tất cả các kỳ review trước và từ trước tới nay. Vì vậy nên là cái chuyện cũng không có gì là dễ, tức là khó hiểu khi mà kỳ review này sẽ là một kỳ review mà có thị trường tăng điểm. Thị trường sẽ còn tăng điểm từ giờ tới hết cái tháng này luôn. Được dự báo sớm của Tự Do Chứng Khoán, mong rằng các anh chị có cái tầm nhìn nhất định để tham gia và theo dõi thị trường trong một cái đoạn tới. Lần đầu tiên Tự Do Chứng Khoán cũng thông báo, lần đầu tiên trong cái kỳ tăng trưởng của thị trường, tức là thị trường đang có xu hướng đi lên, nhưng Tự Do Chứng Khoán thông báo trước theo chu kỳ trung hạn cộng trừ 2 tuần, tức là khá là dài, cho các anh chị biết được rằng là thị trường sẽ như nào. Và sắp tới đây thì việc dĩ nhiên, đây là cái chỉ báo một cách rất là dĩ nhiên luôn, là thị trường sẽ có một khoảng thời gian tạm ngưng. Cái khoảng thời gian tạm ngưng này thì nó sẽ có một cái câu chuyện, đó là thời gian để mọi người trong các nhà đầu tư hiện tại chấp nhận với cái chỉ số trung bình bình quân, đó là PE thị trường ở mức 10-12. Xưa đến giờ thì phần lớn các nhà đầu tư, cả các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư tổ chức, cũng như là tất cả các thành phần tham gia thị trường đều chỉ chấp nhận với cái việc là PE bằng 10. Nhưng cái câu chuyện mà PE 12 thì Tự Do Chứng Khoán đã từng có cái việc là dự báo trước câu chuyện là thị trường chúng ta sẽ bước sang một cái trang mới, đó là chúng ta bắt đầu sẵn sàng chấp nhận với cái PE trung bình là 12. Nhưng để có câu chuyện đó, chúng ta phải có một khoảng thời gian để chấp nhận nó. Và chúng tôi xin được thông báo là chúng ta sẽ tạm ngưng giao dịch trong một cái khoảng thời gian nhất định, cũng giống như là một cái từ khá là mang tính vui trên thị trường, đó là đoàn tàu Tự Do Chứng Khoán sẽ tạm nghỉ tại cảng Cam Ranh của Khánh Hòa, và mời các anh chị có thể tự tin xuống tàu để nghỉ ngơi tại Nha Trang trong vài tuần tới. Nếu được thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bằng các bài viết trên Tự Do Chứng Khoán. Mong rằng các anh chị có nghe qua và muốn được tiếp tục được cập nhật những cái tình hình mới thì để lại trái tim, để lại những cái bình luận hoặc là những cái chia sẻ của bài viết này. Thì chào các anh chị.